Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình xin chia sẻ đến cả đại gia đình một cây đàn guitar có quy giá rẻ. Nếu như ở các anh chị và các bạn nào có nhu cầu thì xin mời ghé shop đàn Bolero dễ học để cùng nhau giao lưu đàn hát. Và nếu như cảm thấy cây đàn này vừa ý thì mang về nha. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã ủng hộ Bolero dễ học. Và nếu như các anh chị nào có thời gian thì xin mời ghé shop đàn mình nhé, cùng giao lưu đàn ca. Và nếu như cây đàn nào cảm thấy vừa ý thì mua ủng hộ giúp mình. Chúc cả nhà vui khỏe. Rất hân hạnh đón tiếp cả nhà. Hẹn clip sau nhé.